Dear Conference and Lay Mission Partners, thưa anh em SVD và các cộng tác viên truyền giáo quý mến, trong lịch sử của dòng ngôi lời, sau Công đồng Vatican II, chúng ta đã và đang tổ chức các tổng tu nghị cứ 6 năm một lần. Như chúng ta sẽ xem vắn tắt trong video này, tổng tu nghị đại diện cho toàn thể hội dòng và là cơ quan lập pháp có thẩm quyền tối cao trong nội bộ dòng. Đồng thời, nhiệm vụ của tổng tu nghị đã được nói rõ trong Hiến pháp dòng ngôi lời số 616 và các số tiếp theo, nhằm gây nhận thức về tình hình của hội dòng tổng thể và theo các đơn vị khác nhau cấu thành nên. Tổng tu nghị nối kết các cá nhân và các cộng đoàn thêm gắn bó trong đức ái huynh đệ, truyền cảm hứng cho tất cả mọi người lòng nhiệt thành mới cho đời sống và hoạt động của tu sĩ truyền giáo, tìm ra những suy tư và hoạch định chung, những giải pháp thỏa đáng cho các vấn đề hiện tại, đồng thời ban hành các sắc lệnh và điều lệ cần thiết kịp thời để đáp ứng những thách đố của thời đại. Tổng tu nghị thứ nhất năm 1884-1886 thành lập và phê chuẩn hiến pháp. Tổng tu nghị thứ hai năm 1890-1921 thành lập dòng nữ. Thứ ba năm 1897-1998 tổ chức và quản trị hội dòng. Thứ tư năm 1909-1910 tu nghị ngoại thường về hiến pháp và trung thành với di sản của đấng sáng lập. Thứ năm năm 1920 tu chính luật dòng. Thứ sáu năm 1932 cuộc sống tu trì và truyền giáo trong dòng ngôi lời. Thứ bảy năm 1947 sự hiệp nhất trong hội dòng. Thứ tám năm 1958 tu nghị ngoại thường về hiện đại hóa tu nghị. Thứ chín năm 1967 tu nghị ngoại thường về tu chính hiến pháp, còn gọi là tu nghị canh tân. Thứ 10 năm 1972, canh tân đời sống thiêng liêng. Thứ 11 năm 1977, tu chính hiến pháp và tu nghị của các tu huynh hiệp nhất. Thứ 12 năm 1982, tu chính hiến pháp, cổ võ công lý, hòa bình trong sự liên đới với người nghèo. Thứ 13 năm 1988, hoạt động truyền giáo, linh đạo truyền giáo và đào tạo truyền giáo của dòng ngôi lời Passing Over. Thứ 14 năm 1994, sứ vụ của dòng ngôi lời là phục vụ sự hiệp thông. Thứ 15 năm 2000, lắng nghe thần khí đáp ứng truyền giáo hôm nay. Thứ 16 năm 2006, sống đối thoại ngôn sứ trong linh đạo, cộng đoàn, đào tạo, lãnh đạo và tài chính. Thứ 17 năm 2012, từ mọi quốc gia, dân tộc và ngôn ngữ, chia sẻ cuộc sống và sứ vụ liên văn hóa. Thứ 18 năm 2018, tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng tôi cắm rễ sâu vào lời Chúa và dấn thân cho sứ vụ của Ngài. Và tổng tu nghị thứ 19 năm 2024, ánh sáng của anh em phải chiếu rãi trước mặt thiên hạ, các môn đệ trung thành và sáng tạo trong một thế giới bị tổn thương. Our chapters are an expression of our journey together. Các tổng tu nghị cho thấy việc hội dòng chúng ta bước đi cùng nhau và có liên đới với nhau. Chúng tôi công bố chủ đề của tổng tu nghị thứ 19 năm 2024 là ánh sáng của anh em phải chiếu rãi trước mặt thiên hạ, những môn đệ trung thành và sáng tạo trong một thế giới bị tổn thương. Tôi tha thiết mời gọi tất cả anh chị em tham gia tích cực vào các giai đoạn khác nhau trong quá trình của tu nghị đang đến, để chúng ta được Chúa Giêsu Kitô là ánh sáng thế gian soi sáng và linh hứng, giúp chúng ta tiếp tục mang ánh sáng đến thế gian và làm chứng về ánh sáng trong thế giới hôm nay. Đồng thời, cùng với tất cả mọi người, chúng ta sống và thi hành sứ vụ của Thiên Chúa, tiếp tục truyền lại cho chúng ta là những môn đệ trung thành và sáng tạo. Chúng ta đã khởi động tiến trình của tổng tu nghị kế tiếp rồi. Các thư luân lưu đã được gửi đến các tỉnh dòng, miền dòng và các nơi khác để thông báo và mời gọi tất cả anh chị em tham gia vào việc chuẩn bị cho tổng tu nghị thứ 19 sẽ diễn ra vào năm 2024. Chúng ta dành thời gian và chủ động, có những khởi xướng khác nhau nhằm chuẩn bị cho tổng tu nghị, bởi vì đây là một sự kiện vô cùng quan trọng cho hội dòng chúng ta. Toàn thể quá trình tổng tu nghị, sự chuẩn bị đang diễn ra nhằm bảo vệ cho việc diễn ra tổng tu nghị đúng đắn. Việc tuyên truyền và theo sát những yêu cầu của nó bộc lộ việc tổ chức trong sự hiệp nhất của đại gia đình dòng ngôi lời. Sự tham dự của chúng ta vào toàn thể quá trình tổng tu nghị chứng tỏ cảm thức thuộc về dòng ngôi lời của chúng ta. Hội dòng chúng ta yêu quý và tự hào, hội dòng mà cuộc sống và sứ vụ của nó phụ thuộc vào từng người và tất cả mọi người chúng ta.
Thank you very much.